Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, một trong nhóm 12 tên là Judas Iscariot đi gặp các thượng tế và thưa với họ: "Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi sẽ nộp người cho các ông." Họ liền ấn định cho 30 đồng bạc, và từ đó hắn tìm dịp thuận tiện để nộp người. Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men, các môn đệ đến thưa Chúa Giêsu rằng: "Thầy muốn chúng con sửa soạn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu?" Chúa Giêsu đáp: "Các con hãy vào thành đến với một người kia và nói rằng: Thầy bảo giờ ta đã gần, ta sẽ mừng lễ vượt qua với các môn đệ tại nhà ông." Các môn đệ làm như Chúa Giêsu đã truyền và sửa soạn lễ vượt qua. Chiều đến, người ngồi vào bàn ăn với 12 môn đệ. Và khi các ông đang ăn, người nói: "Thầy nói thật với các con, có một người trong các con sẽ nộp thầy." Môn đệ rất buồn rầu, và từng người bắt đầu hỏi người: "Thưa thầy, có phải con không?" Người trả lời: "Kẻ giơ tay cùng chấm dĩa với thầy, đó chính là kẻ sẽ nộp thầy. Thật ra con người sẽ ra đi như đã chép về người. Khốn cho kẻ nộp con người, thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn." Giuđa, kẻ phản bội, cũng thưa với người rằng: "Thưa thầy, có phải con không?" Chúa đáp: "Đúng như con nói." Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, trang tin mừng theo Thánh Matthêu chúng ta vừa nghe là phần đầu của sự thương khó và phục sinh của Chúa Giêsu. Các môn đệ chủ động đến hỏi Chúa Giêsu về nơi chốn để mừng lễ vượt qua. Khi đã trả lời cho họ địa điểm rồi, Ngài còn nhấn thêm là giờ của Thầy đã gần tới. Họ có linh tính là chuyện gì đang sắp xảy ra cho thầy trò của mình đây. Thế rồi chiều hôm đấy, giữa bữa ăn, Chúa Giêsu bộc lộ tâm tình: "Thầy bảo thật, một người trong các con sẽ nộp thầy." Đấy là một điều đau lòng. Đau lòng đến nỗi các ông buồn sầu quá sức và lần lượt hỏi: "Thưa thầy, chẳng lẽ là con đây?" Lời cảnh báo khiến các tông đồ xét lại lòng mình. Có lẽ ai cũng thấy lòng trung thành và yêu mến thầy của mình mỏng manh và có nguy cơ phản bội, nên lần lượt từng người hỏi: "Chẳng lẽ là con sao?" Đúng như vậy, kẻ nộp ngài cũng hỏi. Kẻ nộp ngài không phải ai là người xa lạ, nhưng là một trong số những người đã từng chia sẻ cuộc sống thân thiết với ngài. Và bây giờ kẻ ấy đang ngồi chung bàn và vẫn không hề thức tỉnh, vẫn chai lì ở trong tội của mình, vẫn không chạy đến với lòng thương xót để cầu xin ơn tha thứ. Tội lỗi của Giuđa, tội lỗi của mỗi người chúng ta đều được nhắc nhở, đều được nhắc chúng ta, ngày nay nhắc chúng ta đi tĩnh tâm, đi xét mình, đi xưng tội. Nhắc chúng ta nhìn lại phận mình. Chúng ta đã để cho sự yếu đuối bản thân lấn át sự tín trung nơi Chúa và hội thánh. Thay vì mặc lấy tâm tình của Phêrô mạnh dạn rũ bỏ quá khứ, cậy trông vào lòng thương xót của Chúa để được cứu, thì có ai đấy đã giống như Giuđa cứng đầu, ương ngạnh, chai lì trước tội lỗi của mình, để rồi sau đó thất vọng. Anh chị em thân mến, Tam Nhật Thánh đã gần bên chúng ta. Hội Thánh cho chúng ta nghe đoạn tin mừng nói về việc Giuđa phản bội,
hôm nay để muốn nói với chúng ta, trong cái chết đau thương của Chúa cũng có bàn tay của từng người chúng ta. Chúng ta có thể kết án Giuđa bán Chúa, kết án các tông đồ hèn nhát bỏ trốn, kết án người Do Thái phản bội, kết án quân giữ quá dã man. Nhưng từng người chúng ta cần phải nhìn lại mình để kết án chính mình, bởi tôi và tội lỗi của tôi mà Chúa đã phải chịu chết thê lương như vậy. Ôi bởi con mà Chúa mang thảm hình, con đớn đau nhìn vũ trụ tự hối. Xin giúp con đường thiêng liêng theo lối, quyết từ nay thờ Chúa hết tâm tình. Amen.